Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn đã để lại biết bao nhiêu ám ảnh cho chúng ta về những chuyện ma quái và những điều đen đủi trong tháng này mang lại. Với những người tuổi Nhâm Thân 1992, từ đầu năm đến giờ đã gặp phải không ít những chuyện xui xẻo và những vận đen đeo bám quý vị đến tận ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, không chỉ tuổi Nhâm Thân 1992 là một trong những con giáp được thần tài ban lộc trong tháng 7 âm lịch này, bất chấp lúc trước thế nào, nhưng khi bước vào tháng 7 âm lịch, họ sẽ có được những may mắn và thành công nhất định. Tiền đầy túi, vàng đầy kho, họ là một trong những con giáp khiến cho nhiều người kính nể, cũng không ít kẻ thấy đó mà ghen ghét, đố kỵ. Nhờ vào ý chí quật cường, sự quyết đoán, trong tháng 7 âm lịch, họ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn xưa. Các cụ nhà ta xưa kia đã có câu, có chí thì nên không phụ lòng người. Những người tuổi Nhâm Thân đã nỗ lực hết mình để tạo ra may mắn trong cuộc đời. Chắc hẳn quý vị đang tò mò muốn biết tại sao tuổi Nhâm Thân lại có được những thành tựu lớn như vậy. Và để giải đáp những thắc mắc của quý vị, ngay bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo dõi video để biết thêm thông tin chi tiết. Đầu tiên, tổng quan gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Thân 1992 mang mệnh Kiếm Phong Kim, có tài lãnh đạo, là những nhà lãnh đạo trời sinh. Họ thông minh, khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc cho mọi người. Đôi khi họ gây phản cảm bởi quá trời trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này. Hình tượng của Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện môi trường xung quanh. Đây cũng là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi. Họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong vấn đề công việc. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được là đủ các bước từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Dự báo trong tháng 7 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như ý. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình con giáp Nhâm Thân khá ảm đạm trên mọi phương diện. Sự nghiệp sa sút khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, lo lắng, tài chính không có nhưng lại phải chi tiêu quá nhiều. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, hãy giữ gìn sức khỏe, tinh thần thật tốt. Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ tuổi Nhâm Thân cần cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thì Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 7 âm lịch gia chủ tuổi Nhâm Thân cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này, nếu gia chủ càng cố làm những công to, việc lớn càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng, khiến chính những người tuổi Nhâm Thân cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình.
Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Nhâm Thân không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, cho mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Trong tháng 7, cuộc sống của gia chủ thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bản mệnh ra khỏi guồng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà bị xao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Xem tử vi tháng 7 âm lịch về đường tài lộc, tuổi Nhâm Thân cho thấy có thể một sự kiện mạo nhiệm sẽ đẩy người tuổi Nhâm Thân tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may, nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của bản thân gia chủ để có thể được đền đáp xứng đáng với những gì mà mọi người bỏ ra. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Ngoài ra, để mọi việc được hành thông thuận lợi, gia chủ hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phần hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc, con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 7 âm lịch, phương diện tình cảm của gia chủ Nhâm Thân nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Nhâm Thân đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra những cãi vã. Đặc biệt, các cặp đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng giảng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian, tâm sức cho công việc. Dù gia chủ có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi áp lực khiến cho gia chủ Nhâm Thân dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân trong tháng 7 năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Bản mệnh thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, gia chủ nên dành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ tâm tình với vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ hay là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Vậy nên, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Nhâm Thân còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 7 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Nhâm Thân không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, gia chủ không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành ra cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, gia chủ cũng nên nghiêm túc xem xét và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ Nhâm Thân sinh năm 1992 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi gia chủ Nhâm Thân.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để giúp cho gia chủ tuổi Nhâm Thân có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra với bản thân. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hài hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 7 tới ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, canh dần. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 7 tới ngày 22 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm dần. Thứ ba, ngày âm lịch 27 tháng 7 tới ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, giáp dần. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên, sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành, gia chủ tuổi Nhâm Thân tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 7 tới ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, quý tỵ, nạp âm, trường lưu thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 7 từ ngày 25 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất tỵ, nạp âm, phúc đăng hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 30 tháng 7 từ ngày 6 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bình tỵ, nạp âm, sa trung thổ. Quý vị thân mến, trên đây Kinh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tờ trình tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.